Mình thấy đây là một món ăn cũng được bán khá là nhiều tại Thái Bình. Nhưng liệu nó có ngon hay không, hãy cùng mình khám phá. Hi, xin chào mọi người, mình là BTV, hết đi ăn uống và du lịch đây. Thì hôm bữa hành trình phố tour của mình đã đến Thái Bình. Thì mình đã ăn rất nhiều món ăn ngon tại đây, trong đó có món này. Địa chỉ cũng khá là dễ tìm, mình sẽ để bên trên màn hình nha. Quán tuy không quá rộng nhưng có không gian thoáng mát. Và điều đặc biệt khi đi ăn đây thấy người ta làm trông hấp dẫn lắm luôn. Mấy bạn nhìn thì chắc cũng biết món gì rồi đúng không? Vào buổi sáng này mình thấy có rất nhiều học sinh và dân địa phương đến ăn. Thì nói chung cũng đủ hiểu độ uy tín của quán này như thế nào rồi hen. Một phần bánh cuốn chả lụa đây có giá là 40.000, vì đồ ăn mình thấy rất là nhiều luôn nha. Sẽ bao gồm bánh cuốn, chả lụa, nước chấm và rau ăn kèm. Còn đây là một dĩa nem thêm có giá là 30.000. Nhưng bên trong thì nhiều và niêm nếm ngon, vỏ ngoài thì giòn ăn rất là cuốn. Nếu muốn ăn đậm đà hơn thì hãy chấm vào nước mắm chua ngọt, ăn dính lắm luôn. Còn bánh cuốn thì nhân bên trong để ấp và được niêm nếm vừa miệng, ăn cùng nước chấm nữa là tuyệt vời. Về chả lụa thì ăn cũng bình thường thôi nhưng được sắc khá là dày. Nhưng bên trong bánh cuốn nè mọi người thấy không, nhiều lắm luôn. Và bánh thì làm ra nóng hổi nên ăn tuyệt vời lắm. Ăn kèm thêm một tí rau sống cũng rất là ok. Nói chung thì mình thấy khá là phù hợp với quầy với mình, nên các bạn có thể lưu lại địa chỉ và đi ăn thử nha. Còn ai gọi đây cho mình xin ý kiến.